đến cả cái vườn mà ngắm thích nhất cái cây này của em để mang về ngay thì chứng tỏ cây này là rất thích. Vâng. Đẹp lắm. Vâng. Một buổi chiều bất ngờ anh Trương Taylor gọi điện và hẹn đến vườn chơi. Thực sự thì mình chưa kịp chuẩn bị cái gì cả. Mới gọi điện cách khoảng nửa tiếng mà anh ấy đã có xuất hiện tại cổng vườn rồi. Đúng là Rolls Royce Phantom phóng nhanh thật đấy. Từ phố Cửa Bắc về phố Trần Hoa mất 30 phút. Nhanh lộ mình cũng chưa kịp thay quần. Cây bôi lũa làm lại lũa thay đất rồi. Đây, cây tôi lấy là nhờ em Thiêu Du làm cho một cái tác phẩm tuyệt vời đẹp. Cây này mà đổi lên Hoàng Quyên thì nhất luôn. Em biết là anh thích dáng này cho nên là này, chọn những cây như thế này nó rất hợp với cả chân dài này đẹp. Khỏe rồi. Đây cây hôm bỏ qua em đẹp không? Anh Trương Taylor thì có sở thích đặc biệt là chơi chim và anh ấy được mệnh danh là ông vua chim màu ở Việt Nam. Thế nên là cái tông cây anh ấy chọn cũng là cái tông cây mà thường là dáng văn nhân, dáng cao gầy mảnh khảnh và điệu đà một chút. Và dáng văn nhân thì thường là có những cái cành rơi, cho nên sẽ rất là hợp khi treo những cái lồng chim quý ở đấy và nghe chúng hót mỗi ngày. Cái này nhá, mà để sau bức tường trắng hay là một tường màu ấy. Vâng. Một màu vô cùng lắm đấy. Mà để lắp rêu lên thì cũng tượng đây. Anh để cái đường chống một một là đây ông hai ông đính cờ vâng. Hoặc là ra cắt khổng minh vào đây. Thế này em trừ cái hõm này ra này. Đấy. Ra cắt khổng minh cầm quất ok. Sổ đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Không anh cũng biết tí đấy. Không không. Thế là không phải tí đâu anh em ạ, nhiều tí đấy. Thế biết hay sao? Cái này sống ấy. Cái này thôi em. Rất là vui khi một vị khách VIP như anh Trương tới vườn và cứ khen cây của chúng mình cứ nức nở. Dành cho những anh em nào không biết thì vườn này là vườn mà mình chung với cả 2-3 anh em nữa. Cùng sở thích đam mê là cây cảnh bonsai. 50 năm tuổi. Chưa bao giờ xem được những cây mới như này đâu. Vâng, đấy, 50 năm tuổi. Mà đây xem những cây này. Siêu vẻ. Cây này hàng chục đừng đăng cái ba cầm cho nó ăn hoàng. 50 tuổi. 30 tuổi. Có một người nghệ nhân Nhật người ta gửi cho em cái ảnh là khoảng 50 tuổi. Nói ra không tin, em đăng cái ảnh lên cái là nhiều người hết tâm luôn. Cái quý này con cầm đâu? Không, cháu cháu cầm thoải mái. Thôi, cho cháu hiểu mà. Đấy, nhỏ mới khó hơn ạ. Thì quan trọng thì phải đúng gu. Em nhỏ sẽ thích. Anh chơi là đúng gu của anh, thích cái gì. Ví dụ từ cá hàng thế, anh phải mua những con là mình mọc phải nổi những con gu của người Trang, đâu phải người Trang. Cây cũng thế, để gu cây của mình. Vẫn chơi bao nhiêu trong cây khác nhau nhưng mà gu của anh là gu của Linh Nam, anh ngồi đây vâng. Đây vâng. Cái tay này tay kéo chú ạ. Anh đi lên từ tay kéo mà. Đấy. À, đúng rồi, đúng rồi. Một ngày 52 bộ vest em cắt. Có ai cắt nhanh bằng anh đâu. Vâng. Anh Trương Taylor thì cũng là họng thế, luôn tạo cho mình cái cảm giác rất là dễ gần. Chú lên là pha ấm trà đại hồng bào hay là phổ nhĩ uống thì xong rồi. Đàm đạo anh nhỉ. Phải nói là những thú chơi như là cá này, chim này hay là cây thì thường là sẽ tìm được cái tiếng nói chung. Cho nên là anh em trò chuyện với nhau rất là thoải mái. Và cái cây hải châu tôi giấu rất là kỹ trong một góc mà anh Trương vẫn nhìn ra và ngỏ ý là muốn giao lưu với cây này với tôi. Nếu có thể tưới thế tưới nữa thì nó vẫn dốc xuống, không sợ thối. Đến cả cái vườn mà ngắm thích nhất cái cây này của em để mang về ngay thì chứng tỏ cây này là rất thích. Vâng. Đẹp lắm. Vâng. Anh ít khi vậy mà đi lắc đi lắc ngược lại này. Hồi hiếm đấy nhỉ? Ừ. Em chăm rất kỹ nhá. Riêng nhìn cái bộ rêu của em là anh biết chăm kỹ cực luôn này. Anh cũng đi xem khá nhiều đấy nhưng mà để mà có một vườn tinh nhỏ như em ít. Vâng. Em cảm ơn anh. Ít thật sự. Con này được không anh? Nó đẹp ở cái cành rơi. Nó đẹp ở cái cành rơi này. Đấy, sức nước thì nó mới ra phun hoa anh ạ. Đấy, tất cả các cái lá vàng này nó sẽ rụng đi và nó sẽ ra mầm hoa. Cứ như cây của chú cùng nó thích thế. Anh thích cái nào anh cứ bê về chơi. Đấy. Riêng anh. Anh bê hết vườn bây giờ. Anh bê hết vườn cũng được. Anh mua lại vườn được. Chắc chắn phải mua cả vườn. Mua cả vườn. Anh thích anh mua 10 cái vườn này thoải mái. Anh nhìn này. Cái nhãn. Cái nhãn. Anh sẽ nhờ em vâng. Tư vấn. Không, anh mình chơi với nhau thì thoải mái. Em có cái gì em sẽ chia sẻ hết. Không giấu giếm gì. Cái lũa này không đơn giản. Đây là Nhật họ làm đấy, mình nói thật là mình phải học họ rất nhiều thì mình mới có thể đạt được cái trình độ tiệm cận được. Không, họ đi trước mình bao lâu rồi già khô rồi luôn. Nhưng mà cây Việt của mình cũng rất đẹp, em thấy cây Việt nhá, nó đẹp của nó chứ. Cây Việt của nó cây này một ngày hôm tháo dây ra là xong. Đấy, đẹp. Vừa đẹp vừa nghệ thuật vừa gần gũi. Vâng. Ai chơi được.
Em sẽ dưỡng thêm cho anh. Như này, lũa này. Đấy, xong lũa này là cho chậu to hơn để giữ. Và chậu to hơn thì cố định các thứ là chậu bằng cái chậu kia. Chậu vuông cũng đẹp anh nhỉ? Vuông, vuông được. Chậu tàu, không lên anh đưa chậu tàu cho. Nguyên bản rồi, nhà người ta anh đấy. Từ nhà mình xuống đây khoảng 40 phút không? Nửa tiếng. Đấy, nửa tiếng. Rồi phóng thế này càng nhanh. Em xin anh, em cảm ơn anh. Vào cuối buổi thì anh Trương có hẹn mình hôm nào nắng ráo thì lên tầng 9 khu biệt thự của anh ấy để ngắm chim và đàm đạo về cây cối. Và đương nhiên rồi, sẽ có cái phần 2 của clip này. Anh em cùng nhau đón chờ nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.